Những chia sẻ và những câu chuyện của Bảo Trâm, Ngọc Hân và Tuấn Đạt ở trong phóng sự vừa rồi có thể thấy là quyết tâm của các em để chinh phục kỳ thi trước mắt. Tuy nhiên, chặng đường sau kỳ thi đó là một chặng đường rất dài và đòi hỏi chúng ta cần phải kiên gan ở trong việc lựa chọn nghề nghiệp và đi theo sở thích và đam mê của mình. Câu chuyện hướng nghiệp cũng sẽ được chúng tôi quay trở lại trong phần tiếp theo của cà phê nóng ngày hôm nay, cùng với một cái ngành mà chắc chắn cũng sẽ rất hot, đó là ngành kỹ thuật cấp thoát nước. Quý vị và các bạn, đặc biệt các học sinh, hãy chờ đón xem ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ quay trở lại cùng với những thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cũng vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật thay khớp gối hai bên cùng một lúc cho một nam bệnh nhân 69 tuổi ở Hà Tĩnh. Đây có thể được xem là một kỹ thuật khá khó và đặt ra rất nhiều thách thức đối với bác sĩ cũng như những kỹ thuật viên để giúp người bệnh chỉ phải trải qua duy nhất một lần mổ thay vì hai lần mổ như thông thường. Và đối với cuộc sống hiện đại như hiện nay, chúng ta có thể thấy là những cái chấn thương hoặc là những cái ảnh hưởng khi mà xương khớp về già cũng là một vấn đề rất là quan trọng cho sức khỏe. Đúng là như vậy, và cụ thể thì tỷ lệ thoái hóa khớp gối và chấn thương khớp gối do tai nạn sinh hoạt hay là những tai nạn do thể thao ở Việt Nam của chúng ta đang ngày một gia tăng. Phẫu thuật thay khớp gối là một kỹ thuật rất phức tạp và chuyên sâu trong việc phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, đã có thể mở ra những cơ hội vàng cho người bệnh và giúp cho rất nhiều người có mắc bệnh thoái hóa khớp gối thể nặng và lâu năm có thể tránh được nguy cơ tàn tật vĩnh viễn, đưa người bệnh sớm quay trở lại sinh hoạt cũng như lao động hàng ngày. Ca phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo hai bên cho bệnh nhân diễn ra vào ngày 22 tháng 4 trong vòng 70 phút. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và có thể tập phục hồi chức năng, tập vận động đi lại với khung trợ đỡ. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối hai bên độ 4, hạn chế vận động 2 năm nay. Đây là trường hợp thoái hóa nặng, đã điều trị nội khoa, không có kết quả nên các chuyên gia chỉ định phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo. Các bác sĩ cho biết, thay khớp gối nhân tạo đồng thời hai bên trong một lần phẫu thuật có nhiều ưu điểm, giúp người bệnh chỉ phải trải qua duy nhất một lần mổ thay vì hai lần mổ như thông thường. Qua đó, tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xét nghiệm, phẫu thuật, thuốc dùng sau phẫu thuật. Người bệnh có thể tập vận động đồng thời cả hai chân, giải tỏa tâm lý lo lắng cho người bệnh khi phải vào bệnh viện phẫu thuật hai lần, rút ngắn thời gian nằm viện, giúp người bệnh sớm trở lại lao động, sinh hoạt hàng ngày.